Anh Phú, anh Phú. Gì? Sao anh Phú đọc sách được hay người ta? Vậy mới hay mày. Anh che hai con mắt anh rồi, sao anh đọc được hay vậy? Bộ đọc sách phải nhìn mới được hả? Mình phải đọc bằng cái tâm, hiểu không? Em mượn cái anh Phú. Tôi thui người ta, có thấy gì đâu. Chắc là do tâm của chú mày chưa tin, thần kinh chưa vững đó. Cũng có thể. Thôi quên anh hỏi cái. Sao anh Phú? Hôm qua tính ngân sách kiểu gì mà thiếu hết một bill là sao? Có ta. Hôm qua em nhớ là em bán được có 4-5 ly nước à. Mà sao nó thiếu một bill? Thì bởi có 4-5 ly nước à mà chú cũng để tính thiếu bill là sao? À, em nhớ rồi. Cái thằng báo đen hôm qua. Cái gì báo đen? À, cái thằng áo đen hôm qua. Cái thằng áo đen hôm qua nó lấy cái cớ nó đi toilet, xong nó lẻn về, nó không trả tiền luôn anh. Nghĩ mà tức. Bữa nặng mà em gặp lại nó ha, là em đưa nó lên đồn luôn. Rồi chú mày suy nghĩ kỹ chưa? Sao anh Phúc? Cái ly nước nó có bao nhiêu tiền đâu, mà chi phí chú mày đưa nó lên đồn nè, rồi trình giải các kiểu nè, đủ thứ chi phí hết. Chi phí đó còn cao hơn cả chi phí của ly nước nữa, đúng không? À, em hiểu rồi. Không hiểu tại sao mà từ lúc anh mở quán bar đến giờ chưa có cái ngày nào mà đã ổn đối với anh cả. Trời ơi, anh yên tâm đi, thằng em này không bao giờ bỏ anh đâu. Em hứa với anh luôn á, em tin tưởng anh thì anh cũng phải tin tưởng em. Không ấy, mày bỏ anh luôn được không? Cho quán nó đỡ bất ổn giùm anh được không? Chứ mày nghĩ đi, ngày bán có vài ly nước à, mà còn bị thất thoát như vậy nữa, trước sau quán còn dập hơn. Anh nói vậy là mất quan điểm hết. Em tin anh mà anh không tin em, mình phải tự tin lên, tích cực lên. Anh thấy em không, dù có cực khổ cách mấy em cũng có bỏ anh đâu. Rồi em cực khổ dữ chưa? Cũng cực sướng sướng. Thôi thôi thôi, đi dọn cái toilet đi kìa, để nó thúi lên bây giờ. Ok, mà anh phải tích cực lên nha. Ông Hoàng Khoan Phú, cho em hỏi này cái. Vô gì nữa? Em nói này anh nghe hợp lý không nha? Sao? Em á thì làm bartender. Ừ. Mà suốt ngày anh kêu anh đi trả toilet, có hạ thấp em quá không? Quá anh khoan với mày. Mày không dọn để anh dọn. Anh thấy gì chưa? Anh thấy gì chưa? Anh có được em là anh may mắn lắm rồi đó. Thôi em đi dọn đây. Nhớ cho kỹ nha. Ông Hoàng Khoan đó anh Phú. Gì nữa ông nội? Mà sao anh chú trọng cái toilet hơn em vậy? Cái toilet là cái bộ mặt của quán mình. Cái toilet mà để dơ hèm, người ta quánh nguyên cái giá vô mặt hai anh em mình. Là người ta lấy nguyên cái giá quánh vô mặt anh hả anh Vũ? À, em hiểu rồi, để em đi dọn. Một khoan anh Vũ. Cái gì nữa? Cái toilet là bộ mặt của quán. À. Mà anh là chủ quán. Ừ. Vậy là cái bộ mặt của anh. Ừ. Là cái bộ mặt của quán. Đúng rồi. Vậy tính ra anh thua cả cái toilet luôn hả? Cái gì cái thằng này? À, đếm đi. Bởi bây giờ mới biết tại sao anh Phú không có vợ. Tính ra số mình hẹo thiệt trời. Thúi nữa chứ. Xin được vô cái quán làm bartender mà suốt ngày để bắt đi trà toilet. Mà cũng không sao, có công việc là được. Đi làm gì đam mê mà. Anh ơi, anh ơi. Lát đằng kia kìa. Không phải anh ơi, cho em hỏi cái này cái. À, thì ra là mày. Mày là cái thằng hôm qua mà uống nước bỏ về không tính tiền. Hôm nay mình định quay lại uống nước free nữa hả mày? Vô đây gặp anh chủ của tao. Mày đi vô đây. Bình tĩnh đi vậy. Cái gì? Em tới đây là em trả tiền nước. Hôm qua em quên á. Mày quên khôn quá ha. Làm hồi sáng ông chủ tao chửi tao nguyên một buổi sáng luôn. Bình tĩnh anh, bình tĩnh anh. Cho em hỏi cái này cái. Mày hỏi gì? Lên phòng hả mày? Bình tĩnh anh, bình tĩnh. Anh chủ ở trong hả anh? Đúng rồi. Có gì không? Mày hỏi ông chủ tao làm chi? À, em định xin. Mày xin cái gì? Mày định uống free đó hả? Cái ly nước cam chưa đủ hay gì? Mày xin không? Tôi xin mày luôn bây giờ. Bình tĩnh rồi, em đi xin việc. Gì? Mày đi xin việc? Dạ đúng rồi anh, em đi xin việc.
quần em có dính gì hết. Mày đi xin việc mặc đồ như đi đám cưới mày. Đi xin việc á thì đi thẳng vô quán đi. Mày ra toilet chi hả? Mà cái quán anh nó lạ ghê á. Lạ gì mày? Cái toilet á thì nằm đằng trước, còn cái quán thì nằm đằng sau. Mà mày nói tao mới để ý nha. Hèn gì anh Phú anh nói cái toilet là bộ mặt của ảnh. Anh không, của quán. Anh Phú, dọn sạch toilet chưa mà vô hả? Gì chưa? Chưa dọn sạch mày vô đây nói chuyện gì? Không phải, có người mới. Hả? Chào anh. À, cưng là cái thằng bận qua ở tài lệ trong cái bồn đúng không? Dạ đúng rồi. Sao bận qua không dọn cứng? Anh này là chủ hả anh? Trời ơi, anh Phú chủ á. Em chào anh. Anh chào em. Em tên là Thật. Anh tên là Phú. Anh tuyển phục vụ đúng không? Không biết mình bỏ tay ra được. À quên rồi. Mà tay nắm áp vậy ha. Cảm ơn em. Ủa, anh có tuyển phục vụ hả ta? Em thấy cái bảng tuyển phục vụ treo trước á anh. Ủa bảng gì? Anh có treo đâu ta? Em treo á. Đường nút. Tính ra là cưng chủ luôn á, chứ không phải anh chủ. Anh đâu kêu mày đi tuyển người đâu. Em làm đúng mà anh Phú. Em á là thấy anh cực quá cho nên là em tuyển thêm á, để cho anh đỡ cực đó. Rồi mày thấy anh cực chỗ nào? Sáng thì đọc sách, uống cà phê. Trưa thì uống cà phê đi ngủ. Chiều cũng mang sách ra đọc, uống cà phê. Cực chỗ nào? Ủa, rồi có tuyển mà anh? Có, mà để nói chuyện với sếp anh cái. Anh Phú quá dở. Kinh doanh á là mình phải biết đầu tư. Thời gian đầu mình cũng phải biết đầu tư. Thời gian sau mình lấy lại. Thôi chú muốn làm gì làm đi. Ok rồi đó. Đi. Đi qua ghế này ngồi. Đi. Ngồi trong này đi. Mày ngồi ở đây nha. Tao vô làm nước cho mày uống. Dạ em cảm ơn anh. Ê, mà mày uống nước gì? Nước gì cũng được. Hả? Sao con này nghe quen quen em? Dạ, câu cửa miệng của em anh. Rồi chú ở đâu? Mà anh nhận em chưa anh? Thì chú cứ trả lời đi. Không được, anh phải nhận em mới trả lời được chứ anh. Chứ không là lộ thông tin cá nhân của em rồi sao? Anh thấy có sự nguy hiểm đâu đây rồi đó. Rồi, anh nhận chú mày rồi đó, nói đi. À, vậy đi cho chắc anh. À mà khoan, anh đợi em xíu. Anh nói lại giùm em được không? Ủa sao phải nói lại em? Dạ, em ghi âm cho chắc anh. Vậy luôn. Được không anh? Rồi mở máy đi tôi nói cho. Anh điểm nha. 1 2 3. Anh nhìn chú mày. Đâu có được anh. Anh phải nói là rõ ràng cụ thể ra. Nhận em để làm cái gì nữa. Lại nè. 1 2 3. Anh nhận em làm phục vụ quán của anh. À, em cảm ơn anh nha. Rồi chú nói được chưa? Em ở chảnh á. Gì ở chảnh? À không, em nói ở chảnh là ở trên Phan Thiết á anh. À, mà ở chảnh nhiều việc mà. Sao chú không xin, chú mò xuống tới gì chú xin dữ ạ? Ủa, ở chảnh là ở đâu anh? Chảnh là trên Phan Thiết á. Thì ở chảnh á, nó cũng để bảng tuyển phục vụ. Nhưng mà nó không có để chữ không báo nên em không thích xin. Ủa, không báo là sao? Thì em để cái bảng tuyển phục vụ với cái dòng chữ á, tuyển phục vụ không báo, để cho mấy thanh niên á báo cha, báo mẹ, báo anh, báo chị, báo đời, đừng cứ vô báo anh. Thấy không? Em thông minh chưa? À, coi mạch nhau ngáo vậy mà thông minh nha. Uống nước đem chai, nay hết cái mùi viêm đậm đặc rồi. Uống đi. Anh mới rửa tay, không vứt. Thôi, em uống sữa cool sô-cô-la rồi, không mấy em trả lại được không? Mới sáng đó nha, mở hàng là mở mã đó. Uống lẹ đi. Chủ anh nói vậy kìa. Không được đâu anh ơi. Nước cam này là vitamin C nè. Mà nó trộn lẫn với sữa nè. Là nó kết tổ đó. Kết tổ là sao mày? Là dẫn đến tình trạng tua tủa hậu môn đó anh. Mày uống hết cái ly đó đi, tao mới nhận mày mày. À lộn, anh Phú mới nhận mày. Uống đi, sợ cái gì nữa. Ok để em uống.
uống đi. Uống lẹ đi chứ không để nó kết tu tụa thiệt đó. Uống tiếp đi. Để thế à? Thôi, uống nhiều nhiều xuống, uống hết ly cũng được, uống đi. Uống, không đi. Sao chua với anh? Có khi nào nãy anh quẹo quên bỏ đường không ta? Mà cũng không sao, uống không có đường cũng tốt. Uống mà có đường á, bị tiểu đường nữa. Đôi khi có những chuyện xảy ra thường xuyên quá nên cũng cảm thấy bình thường. Nhưng mà chua quá sao uống hả anh? Khó hả? Thì uống hết nửa ly rồi đó. Bây giờ mày quất hết nguyên ly luôn đi, cho nó dễ. Uống đi. Ôi chua lắm. Uống lẹ đi. Thôi, đừng có ép khách, mất công người ta nói quán xá mình gì mà ép khách không đó. Uống đi. Ôi chua lắm. Uống miếng nữa đi. Mạnh tức thì chứ. Mấy thằng mà tới đây anh uống bò vợ giống thằng này nè. Ý họ chơi mình bán vợ hay sao á? Hay là phục vụ không tốt? Mà rõ ràng mình phục vụ rất là tốt mà ta. Đó là một sự khinh thường, không tôn trọng rõ ràng. Em muốn hết rồi anh. Nghĩ mà tức. Thôi đừng tức nữa anh. Bình tĩnh anh. Khách mà. Ê chú em, ăn uống gì chưa? Anh nấu cho. Dạ thôi được rồi anh. Em uống nước cam với lại sữa cun sô cô la lúa mạch nồi. Ok. À mà khoan, xin tiền nước em trai. Xíu rồi tính em trai. Thôi thôi thôi, không tính mày quên chứ hôm qua nó hay gì. Đưa đây mày. Nhiều anh trai. 50. Ê nhớ thôi 50 nha anh trai. Thôi gì mày. Hôm qua mày uống mày chưa trả, hôm nay mày trả 50 nữa, đủ 100 mày. Ngày bán được có 4-5 ly à, phải đủ ngân sách mới được. Ủa mà anh ơi, em uống nước cam mà em nghe thoang thoảng mùi nước chanh ở đâu đây vậy anh? À, anh quên là hồi nãy á, anh rửa tay bằng nước cái chén có hương chanh. Nó kỹ lưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm lắm, em cứ yên tâm. À đúng rồi, cưng coi xem sắp xếp công việc phân công cho bạn làm nha nhã. Ok anh, cứ giao cho em. À mà anh hút. À, chết rồi, em xin lỗi nha. Không sao đâu em, mới lần đầu không sao đâu. Thấy có mùi của con báo nữa rồi đó. Xong cho mày. Đã xíu, gần xong rồi. Thấy có bộ đồ lâu dữ ta. Lẹ đây. Ô, có bộ bây giờ đó chứ. Em chưa thấy dừa anh ơi. Cái vậy anh thấy dừa rồi đó. Anh thấy đẹp mà ta. Mắt mày không có thẩm mỹ à. Em mà thả cái tay này ra là anh thấy không vừa luôn đó. Đâu, mày thả cho tao coi coi, túng hoài. Nè, em thả cho anh coi luôn nè. Ơi, mày kéo lên cái mày. Đã nói rồi mà, không có vừa. Trời ơi trời, mày đi vô đi, đi vô lột cái quần ra, để tao khâu cho. Cởi ra hả? Ừ. Ê, đi vô toilet cởi ra. Quên quên. Mày lẹ lên cái quần tao mai lại cho. Mày không đóng cửa. Em đưa quần cho anh mà. Nhanh nhanh nha, lạnh quá. Ừ. Chà chả, keo thằng này như cái em con kiến nha trời. Xong chưa anh? Ở dưới của em không có gì che chắn, lạnh quá. Từ từ mày. Đàn ông con trai mà, đâu phải phụ nữ đâu. Muốn nhanh là nhanh mày. Nhanh đi anh ơi. Nó trống trống cứ lạnh lạnh sao á. Mày đừng có hỏi tao, sắp xong rồi. Ta lập. À, sợ kim vô tay rồi. Ủa anh, sao anh không lấy cái bộ khác trên mặt đi? Hơi đâu mà mai chi cho lâu vậy? Có một bộ duy nhất của anh à. Anh thấy nó hợp với mày nên cho mày á. Ủa, rồi đồng phục quán nữa gì anh? Đồng phục của quán mình á, là tự do em. Tự do sao anh không để em mặc bộ đồ của em đi? Lấy bộ đồ của anh mặc gì? Tự do ở đây có nghĩa là tự anh thiết kế, do anh bắt mày mặc luôn. Rồi, xong. Xong rồi nè cưng, mặc vô thử coi. Ok ok. Mặc lẹ đi, không thằng em cũng chú lạnh đó. Mà công nhận lạnh thiệt anh ơi. Thằng này vui tính nha. Tôi chết cha rồi anh ơi. Sao cái đói quần của anh mà anh dính lên cái thắt lưng luôn rồi anh ơi. Là sao em? Đâu, mày đưa cho anh coi coi. Anh nhớ anh mày kỹ lắm mà. Đúng rồi, anh mai kỹ quá mà. Cái dính chặt cứng nhắc em gỡ không ra luôn rồi nè. Đây đây, chú đưa anh. Anh mai lại cho. À, anh mai lộn đường chỉ rồi. Chờ anh xíu nha. Lẹ lẹ đi anh ơi.
lạnh quá nó teo luôn rồi nè. Và một điều đặc biệt anh muốn nói với mày là biết cái gì không? Cái toilet. Hằng ngày mày phải ra đây để mày lau chùi cái toilet này. Ủa? Cái công việc dọn vệ sinh này của anh mà. Ơ cái thằng này, bây giờ có mày mày dọn bộ tao không nữa mày. Tao là bartender, bartender. Ok, mấy này để em làm. Hiểu hết công việc đây chưa? Nói chứ em hiểu hết rồi anh ơi, trước giờ em vẫn làm mà. Sao nãy giờ mày không nói sớm, làm tao đi chỉ từng cái mày. Tại nãy giờ em thấy anh rảnh nên em cho anh bận chút xíu ấy mà. Mày rảnh quá, tao bận muốn chết luôn. Mày còn kêu tao đi chỉ mày từng cái nữa. Anh trai. Gì vậy? Uầy, cái quầy bar của anh đẹp quá ha. Cái quầy bar này là anh tự thiết kế đó, nghĩ sao không đẹp mày? À, em hiểu rồi. Mày hiểu gì? Thì anh có mắt thẩm mỹ nè, với lại kỹ lưỡng nên mới làm được như vậy. Nè, nhìn anh là chú đủ hiểu rồi. Đúng rồi, anh vừa đẹp mà còn đẹp độc, đẹp lạ nữa chứ. Này, em tháo tập về cho mày xem nè. Sao sang không? Hip hop né vào đây. Dạ, dạ. Sang nha anh ơi. Nhìn anh mà muốn sang chấn tâm lý luôn à. Thôi, chú đừng khen tôi nữa. Mời chú dĩa trái cây nè. Có luôn anh. Hả? Cái này mà là trái cây á anh. Ủa, dưa leo không phải trái hả? Mày có ăn không? Không ăn tốt. Dẹp bà. Ăn đỡ cũng được. Dưa leo múa đâu ngọt với anh. Này biết đâu, thì sáng anh Phú đắp bằng đạo dưa leo đó. Thấy còn dư cắt cho mày ăn luôn, bỏ uổng. Anh trai. Gì mày? Làm đi kêu tao biết vậy. Anh, cho em hỏi cái. Gì nữa? Ví dụ bây giờ em vô quầy chơi với anh được không? Chứ ngoài chán quá à. Khi nào á mà có khách thì mày ở ngoài phục vụ, còn khi nào mà không có khách á thì mày vô đây. À, em hiểu rồi. Uầy, trong đây có bộ đã nha. Không mấy mai mốt em vô đây em làm pha chế luôn được không anh? Phục vụ á thì chưa làm xong nữa. Mày làm pha chế. Mày né ra tao qua cái coi. Ừ? Đi qua đó cho tao qua pha chế. Qua. Không mấy mày ra ngoài luôn được không? Chứ trong này có mày chật chội quá. Anh nói vậy là không giữ lời rồi. Hồi nãy anh nói với em sao? Anh nói với em là chừng nào có khách hãy ra ngoài, còn không có khách đó thì vô đây ngồi chơi. Giờ tự nhiên anh đuổi em. Anh lớn mà anh không giữ lời gì hết trơn á. Thôi. Được rồi. Ngồi đó đi. Nhưng mà ngồi gọn một góc, anh cảm ơn mày luôn. Ừ. Thà anh nói vậy đi em còn đồng ý. Chú em này khó tính thế nhờ. Cái gì vậy? Bể xô nước đá luôn rồi anh ơi. Trời ơi. Trời đất ơi, đổ bể nữa rồi. Đứa nào báo nữa rồi. Ê, cái gì vậy? Ê, mày, cái gì biến thái vậy mày? Cái gì vậy? Ê nhã, chơi nói từ tiếp không? Thôi, dẹp đi. Trời ơi, hổng mày đố cái câu ao có cuốn, ai chơi cho lại. Thôi chơi đi. Thôi mày chơi một mình mày đi, để tao nghiên cứu. Giấy xếp cuốn thiên biến vậy quá này mới được. Vậy bây giờ không chơi nói từ nữa. Bây giờ tao với mày, mỗi thằng nói một câu coi ai tính hay hơn nè. Cái này được nè. Để tao kêu anh Thành. À đúng, định kêu anh luôn á. Thì anh kêu tao cái gì? Trời à, ông nội mà ông đa ăn cái chắc linh lắm à. Ông này mà đốt nhang mũi không kéo cũng hiện hồn về luôn nè. Còn mày kêu anh chi nhỉ? À, em định kêu anh ra làm trọng tài cho hai em đối đáp nè. Rồi thả tính của ai hơn á mà. Thôi, này em thử rồi, anh chuẩn bị đi công chuyện rồi.
Anh làm gì mà suốt ngày cứ bận hoài vậy? Làm như giám đốc gì vậy trời? Tao bận còn hơn giám đốc với mày. Thôi, nói chứ anh em chơi đi, tôi đi công việc xíu nha. Ơi, ở lại đi, làm trọng tài cho mấy em xíu thôi. Một xíu thôi, vài phút thôi. Rồi, ok, hai bay chơi con áo đi, nhanh nha. Ok mạnh. À, tao trước luôn rồi mày, vô. Anh không bao giờ ăn đậu bởi vì anh sợ phụ lòng em. Chê ta, nhìn ghẻ ghẻ vậy mà thả thính hai mày. Chứ sao, em ghẻ mà. Tới mày kìa nhã, anh nói mọi cười. À, có rồi. Mày nghe nè, gọi em là áo giáp vì em có thể che chắn được các điểm yếu của anh. Hay. Sao? Hay. À, thì ra là mày khoe cái áo giáp quân siêu phẩm chứ gì. Chứ sao, mày thấy tao khéo ghê không? Đấy. Ồ, áo đẹp á. Bữa mày nhớ mày nói với tao gì không? Coi ai săn cái áo nhanh hơn nè. Hôm nay tao săn trước mày luôn. Bữa tao mới tích được 36 thẻ để đổi một cái áo giáp quân siêu phẩm nè. Với lại một bộ giấy xếp quân thiên biến dạng quá. Bởi cưng có dự định sưu tầm 24 thẻ hoặc quân để đổi bảo bình quân vô cực và thẻ đặc biệt để đổi đồng hồ quân nhân năng không? Chắc chắn là có rồi anh Thành, nhưng mà em chưa săn được rồi. Em vẫn đang uống sữa quân để sưu tầm tiếp nè. Tính ra nhanh dữ vậy. Mày cũng tranh thủ lên để kịp đổi trước khi chương trình khuyến mãi hết. Đâu có, chương trình khuyến mãi còn kéo dài tới tháng 12/2023 mà, lo gì. Vậy còn lâu mà. Kiểu gì tao cũng săn đủ vật phẩm cho mày coi. Nói chứ cái phần làm thơ thả thính hồi nãy á, tao cho mày thắng á, nay tao vui. Với lại xíu mày qua nhà tao đi, tao cho mày vài lốc sữa cool rồi uống á, săn thẻ phụ tao. Rồi hai anh em xong chưa? Anh đi công việc cái. Xong rồi đó anh Thành, đi đi. Rồi anh đi nha. Cảm ơn anh nha.